hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm mới hiện đang có mặt tại cửa hàng mình, đó là sản phẩm ICATE vaccine 8 map, có map tăng chỉnh dành cho tất cả các dòng xe sử dụng lửa bình như là Fuel Neo, Future 2, Future 225, Way 125, Way A110 đời 27, 28. IC này thì nó mở hết tua máy cho đánh lửa mạnh, đốt sạch nhiên liệu ở mọi vòng tua. Có map chỉnh là 8 map. Map 0 là tắt máy nha anh em, chống chạm. Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì nó có chức năng là cho lửa, lửa sớm, lửa trễ. Nó để phù hợp với nhiều cấu hình máy. Nói chung là dễ dàng canh chỉnh cho nhiều cái cấu hình máy, là có thể là đi lửa già hoặc lửa non, tùy anh em. Giá trong cục IC ATE Racine này là bên cửa hàng mình bán là 400.000 một cục nha anh em. Bao anh em là mở hết tua máy, gắn lên xe là bao ngọt ngào từ đầu tới cuối, phát hết luôn cái tua máy của mình. IC ATE Racine có tăng chỉnh dành cho Future 2.25, Fuel Neo 125, Way 125, Way A217, 218, Way A110. Anh em có nhu cầu liên hệ với số điện thoại là 0933 966 332.